Mọi thứ thì rất là đẹp, nhưng mà các bác thấy không? Mở ra cái trái bít tông tè le luôn. Rất là đẹp nha, hàng vãi. Con này mà rửa lên là rất là đẹp. Hàng Việt Nam mà xài là tè le luôn anh ạ. Hàng Việt Nam là cái này nó sẽ hỏng trước. Ốp lao này rất là đẹp luôn nha. Đó. Cái này mình không dám quay cái tên lên thì nó sẽ vi phạm. Anh em thấy không? Đó. Trong này. Đây là ngoài nhớt nhau nó bám đây nha. Anh em nào mà có 250 á, con máy mà nó bị hư lốc, hư đồ, hư vỏ đó. Lấy con này về xài sàng đồ qua. Anh em thấy cái máy của nó xài cái dây giống như 381, 382 đấy anh em. Đó. Thắng thiết ngon lành hết nha. Bô này. Bô nhôm. Chén đây, nhìn cái chén này là anh em biết là nó xài nhiều hay ít này, chén zin của nó đó. Cặp ốc này. Bố này. Đó. Dập đầu rồi. Thật là đáng tiếc. Bao nhiêu làm một lô máy, bao nhiêu lời lãi nó nằm ở con này này anh em này. Đó. Làm hàng bãi đó, lời lãi nó ở con này. Anh em nào mà lấy cái dàn khung này, mình để hết cho anh em luôn nha. Về anh em nào mà có con 021, 023, 025 gì đó mà nó bị hư dàn mủ ngoài, sàng hết đồ qua luôn. 250 cũng vừa nha anh em. 250, 210, 230. Đó, nó chung một form này hết. 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu. Đó, mẹ đánh rồi. Ồ, 2 triệu, 2 triệu.